Top 7 rủi ro trong đầu tư bất động sản hiện nay. Khi luật thay đổi và bảng giá đất thay đổi, đồng thời cái hành vi tiêu dùng cũng thay đổi. Tôi là Trần Văn Đình, đã có 20 năm trong đầu tư bất động sản, và hiện nay tôi đang xây dựng nhiều chiến lược, kế hoạch để đầu tư bất động sản hiệu quả. Thì sau đây sẽ là 7 rủi ro trong đầu tư bất động sản, một trong những cái điều đặc biệt những người mới trong thời gian gần đây. Cái rủi ro thứ nhất, với thời điểm đầu tư bất động sản hiện nay khác hoàn toàn với những cái chu kỳ trước, những cái thời điểm trước, đấy là rủi ro về bảng giá đất. Trước đây chúng ta có thể mình sẽ đầu tư chỗ A, chỗ B, chỗ C, và sau đấy mình chuyển mục đích và xây dựng lên trên những cái bất động sản đó. Nhưng với hiện nay, cái việc chuyển mục đích này, chúng ta không nắm được cái bảng giá đất giữa đất nông nghiệp so với cái sự chênh lệch sang đất thổ cư như thế nào, thì đó lại là một trong những cái đầy rủi ro. Đình đã từng có những cái người bạn hiện nay có rất nhiều đất nông nghiệp, và sau khi được đủ phù hợp trong quy hoạch cũng như kế hoạch sử dụng đất và xin chuyển mục đích đất, nhưng trong quá trình chuyển mục đích đất, người ngày xưa thì đâu đấy chỉ khoảng 7 triệu cho 1 mét vuông, và hiện nay lên hơn 25 triệu cho 1 mét vuông. Như vậy 2.000 mét vuông lên đến 50 tỷ. Với cái giá thị trường của đất hiện tại ở đấy gọi là đã có thổ cư, thì đâu đấy chỉ có hơn 30 triệu 1 mét vuông và đóng thuế hơn 25 triệu, thì đó là một trong những cái sự chênh lệch quá lớn so với cái bảng giá đất. Vì vậy hãy chú ý một cái điều này. Trước đây chúng ta mua bất động sản thì mình nhìn con đường, nhìn mét vuông và nhìn những cái nhu cầu của người dùng tại địa phương đó. Nhưng hiện nay cái yếu tố rủi ro đầu tiên đấy là chúng ta phải nhìn được trên cái quyển sử dụng đất có bao nhiêu mét vuông đất ở, hay còn gọi là đất ở nông thôn, hoặc trong cái tư quả ở trên cái sổ của anh chị đấy là đất ở đô thị. Thì đó là một trong những cái cần nắm chắc căn bản nhất. Chứ đừng thể nào mà chúng ta mua một cái đất nông nghiệp rồi nói chuyển đổi mục đích. Rủi ro đấy rất là lớn anh chị. Hôm nay có thể phù hợp với chuyển đổi mục đích được, nhưng ngày mai cái việc đấy nó đã hoàn toàn thay đổi. Cái đặc biệt 5 năm một lần trong thời điểm như hiện nay, thì cái việc để chuyển đổi mục đích nó sẽ thay đổi theo kế hoạch và quy hoạch sử dụng của từng địa phương ở những thời điểm nhạy cảm như thế này. Cũng như cái sự thay đổi trong quy hoạch là đang là màu đất ở, thì hiện nay là sang có thể là thương mại dịch vụ, hoặc có thể là đất công viên, trường học. Thì cái rủi ro thứ nhất chúng ta cần phải tránh, đó là mua ngay bất động sản có đất ở thổ cư nhiều. Đó là cái đầu tiên. Cái rủi ro thứ hai trong thời điểm hiện nay mà chúng ta cần phải tránh trong đầu tư, với cái sự thay đổi bảng giá quá cao, thì đã có nhiều bất động sản vượt ra khỏi nhu cầu và khả năng chi trả của từng người dân địa phương. Với như Đình hiện nay đã có một số Đình được tư vấn cho một số anh chị ở Hà Nội, Đình tư vấn cho một số anh chị đầu tư ở Thanh Hóa, thì với cái sự đất nông ở vùng ven với nông thôn mà 30 triệu 50 triệu cho một mét vuông, như vậy 100 mét vuông đã là 3-4 tỷ. Thì đó là một trong những cái rủi ro cực kỳ quan trọng, bởi vì thu nhập người dân ở tại địa phương hiện nay ở tại Việt Nam chúng ta thì nó chỉ có đâu đấy 20-30 triệu một gia đình. Cặp vợ chồng khoảng 50 triệu đồng. Như vậy nếu 50 triệu đồng trừ chi phí ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt tiền con ăn học, thì đâu đấy còn 20 triệu cho một tháng, và một năm chỉ đâu đấy được khoảng tầm 200 triệu, và 10 năm tức là 15 năm cuộc đời mới mua nổi cái tài sản bất động sản, chưa tính sẽ lấy tiền đâu ra để xây nhà. Như vậy sẽ dành cuộc đời đến 30 năm để sở hữu một cái căn nhà, thì đó được gọi là vượt ra khỏi nhu cầu của người tiêu dùng thực tế mong muốn. Đó là Đình chỉ nói ở vùng ven, chưa nói là trong nội thành, là 13-15 tỷ cho một cái căn 180 mét vuông, 100 mét vuông hoặc 80 mét vuông đó, thì nó còn đầy thêm những cái là khoảng tầm 80 năm, 70 năm cho một cái cặp vợ chồng đang còn trẻ để sở hữu căn nhà đó, thì nó đã vượt hẳn khỏi với cái nhu cầu, có nhu cầu mong muốn để đầu tư hoặc nhu cầu ở thực. Thì đó là cái rủi ro thứ hai
Mà nếu anh chị chúng ta đang còn mua hoặc là để rằng cái bảng giá đất đấy nó không phản ánh được cái tính thực tế của người tiêu dùng thì hãy tránh xa với cái mức giá đất đã vượt ra khỏi cái nhu cầu đó. Cái rủi ro thứ ba đó là với chủ đầu tư hiện nay, nếu chúng ta cầm tiền mặt, mình nóng ruột, mình mua nhưng mình không biết được cái dự án, cái chủ đầu tư đó nó có thật sự như cam kết trên cái hợp đồng đặt cọc hoặc cam kết trên cái việc mua bán hay không. Với cái rủi ro trong cái pháp lý mua bán hiện nay, mình có nhìn thấy một những cái để ý đầu tiên, đấy là trong cái hợp đồng góp vốn ở các cái dự án ấy là có cái từ góp vốn đấy, thì tuyệt đối rủi ro đấy là khi dự án không thực hiện thì hầu như cái rủi ro đấy mình gánh cùng với những cái việc chủ dự án. Vì vậy đừng bao giờ tham gia gọi là cái hợp đồng góp vốn, mà nếu có mua trên dự án thì chỉ là hợp đồng mua bán. Bởi trong cái hợp đồng mua bán thì đương nhiên nếu không thực hiện thì cũng phải xem lại cái quá trình hạn thời gian đền bù, hoặc trong hợp đồng đền đó thì là thời gian bao nhiêu, bao xa và như thế nào, để mình biết được rằng cái việc đầu tư cũng như cái trò chơi trong việc mua bán đấy thì mình phải làm chủ được, mình phải làm tất cả mọi cái mà bảo vệ cho cái việc đầu tư đồng tiền của mình mới là cái khôn ngoan nhất. Cái rủi ro thứ tư trong thời điểm hiện nay đó là với cái sự chia sẻ trên các hàng mạng internet với cái thông tin là bất động sản này cực hot, bất động sản này cực rẻ và tiền mất giá, đất nền tăng giá. Nhưng nếu tăng thì phải đặt được bốn yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất đấy là tăng dựa trên cái hạ tầng thay đổi hay dựa trên cái sự đẩy giá của một nhóm đầu cơ nào đó. Cái tăng thứ hai là nếu muốn tăng bền vững thì phải được hạ tầng triển khai nhu cầu mong muốn thực của những người muốn ở thực, thì khi đấy mới là cái tăng bền vững. Còn từ 6 tháng đến 1 năm mà bất động sản để x2 lần thì những cái bất động sản đó là bất động sản không có giá trị thực, và những cái bất động sản đó nó luôn luôn dành cho những người là họ co môi giới để bạn làm sao nhanh nhất. Thì nếu chúng ta mà tham gia vào cái đấy thì mình không mạnh về cái đầu tư, mình không mạnh vào định giá tài sản, mình không mạnh vào bán hàng, thì chắc chắn một điều rằng mình sẽ tham gia một cái trò chơi đầy cảm bẫy trong cái việc đẩy giá giữa người A, người B, người C, và cuối cùng mình là người cuối cùng phải lãnh chịu. Cái rủi ro thứ tư trong đầu tư bất động sản hiện nay đó là nhiều anh chị vẫn đang tưởng tượng rằng khi luật đất đai thay đổi thì những cái bất động sản nông nghiệp, những cái bất động sản là đất nông nghiệp được chuyển đổi hoặc xây nhà trên đất nông nghiệp. Cái đó hoàn toàn sai, bởi vì nó chỉ là làm nhà tạm để đa mục đích kinh doanh, hoặc là đa mục đích đấy thì phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và sử dụng đất ở từng quận huyện địa phương tại địa bàn. Mà khi chúng ta đầu tư, nếu chúng ta làm thì phải nghiên cứu kỹ cái phương án này, nếu không thì mình sẽ bị mất tiền ngay trong việc là mình xuống tiền và không thực hiện được những dự án dòng tiền theo sự mong muốn này, thì cũng cái rủi ro cực kỳ quan trọng trong cái việc mà chúng ta mua bán A, B, C. Cuối cùng là mình sẽ nằm mắc kẹt tiền ở tại cái dự án hoặc những cái bất động sản mà mình đầu tư đó. Cái rủi ro thứ năm đó là hiện nay với cái việc mà bảng giá đất thay đổi một cách đột ngột đấy, thì nếu chúng ta không đầu tư mà mình nói rằng ồ hiện nay tôi phải chờ, thì đấy cũng là một dạng rủi ro nhỉ. Với cái sự thay đổi trượt giá tiền hiện nay mà mình đầu tư không nắm bắt được cái bảng giá ở tại từng địa phương, nó có sự chênh lệch cái nguồn cung nguồn cầu, sắp tới sẽ có những cái nguồn cung có khan hiếm hay không, và sự khan hiếm đó thì dẫn đến cái tài sản bất động sản của mình nhận được cái giá trị gì. Nếu những tài sản đó mà không bị tác động quá lớn trong cái luật đất đai thì chưa chắc mình mua đã sinh lời. Vì vậy cái việc thanh khoản trong thời điểm hiện tại thì phải tìm được cái bất động sản mà đầu tư dài hạn. Còn nếu đầu tư ngắn hạn hoặc dùng đòn bẩy sắp tới thì lãi suất ngân hàng nó sẽ tăng cao, và khi tăng cao thì những cái bất động sản đó nó đầy rủi ro cho anh chị. Thì đó là cái rủi ro thứ năm khi mình không tính được dòng tiền lãi vốn, thời gian thanh toán để mình cơ cấu lại tài sản thì nó cũng đầy rủi ro. Cái rủi ro thứ sáu trong thời điểm hiện nay với cái việc đầu tư
nhiều bất động sản để hoang cũng như nhiều bất động sản không sở hữu đó, thì nó mang đến một cái sự lãng phí, và trong cái sự lãng phí đấy thì nó không tăng được cái giá trị bất động sản của mình, đồng thời mình sẽ có được những cái là bảng giá mà mình không biết nó tăng hay nó giảm lúc nào để mình quản trị được cái tiền của mình, thì đó cũng là một cái dạng rủi ro mà cực kỳ quan trọng trong cái việc thời gian sắp tới. Cái rủi ro thứ bảy cũng là rủi ro cuối cùng quan trọng nhất, đó là mình không có kiến thức trong bất cứ một cái lĩnh vực đầu tư nào. Nếu mình thiếu kiến thức, thiếu trải nghiệm thì mình cần phải dùng đòn bẩy, đấy là dùng đòn bẩy kiến thức của người khác, dùng đòn bẩy kinh nghiệm của người khác để mình đầu tư. Nếu mình không có kiến thức, không có kinh nghiệm mà mình đầu tư vào thì chắc chắn một điều rằng mình không định giá được tài sản, mình không biết cái tài sản này nó tăng giá vì lý do gì, mình không biết thời điểm nào sẽ ra đúng, với thời điểm này thì đầu tư vào với thị trường là đúng, nhưng mà phải ra thời gian nào để đúng thì mình không đòi hỏi được cái việc giữa môi giới là phải bán cho tôi được, mà cái việc đó phải chính bản thân mình là người định giá, phải chính bản thân mình, phải người cảm nhận và tìm hiểu được cái tài sản thì mới là đầu tư khôn ngoan nhất. Đó là 7 cái rủi ro mình cần phải tránh, cần phải chuẩn bị cho một cái hành trang đầu tư bền vững nhất mới là đầu tư khôn ngoan. Cảm ơn tất cả các anh chị đã xem cái video này. Nếu video này hay thì đăng ký bên trái hoặc bên phải của màn hình để chúng ta nhận được những cái video sớm nhất.